Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài luyện tập viết đoạn văn chứng minh trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 trang 65. Mục đích của bài ngày hôm nay là giúp cho các em nắm được cách viết một đoạn văn chứng minh. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm đoạn văn. Đoạn văn là một phần của văn bản. Bắt đầu từ chỗ lùi đầu dòng viết hoa tới chỗ chấm xuống dòng, ngắt đoạn, thể hiện một nội dung nào đó và có một kết cấu nhất định. Trong khái niệm này, các em lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, về mặt hình thức, thì đoạn văn được đánh dấu từ chỗ lùi đầu dòng viết hoa tới chỗ chấm xuống dòng, ngắt đoạn. Hình thức đoạn văn như vậy là hết sức rõ ràng. Còn về mặt nội dung, ngữ nghĩa, đoạn văn chỉ là một bộ phận của văn bản nên mang tính chất độc lập tương đối. Bởi thế, đoạn văn có thể thông báo một nội dung tương đối trọn vẹn hoặc cũng có thể không trọn vẹn. Còn về mặt kết cấu thì đoạn văn bao giờ cũng được viết theo một kiểu kết cấu nhất định. Kết cấu đó là diễn dịch hoặc quy nạp hoặc là tổng phân hợp. Trong đó, tổng là tổng hợp, phân là phân tích và hợp là tổng hợp. Như vậy, theo em, đoạn văn chứng minh là đoạn văn như thế nào? Đoạn văn chứng minh là đoạn văn mà chúng ta dùng những lý lẽ, những bằng chứng chân thật đã được thừa nhận để khẳng định một luận điểm nào đó mà ta đưa ra là đáng tin cậy. Ví dụ, để làm sáng tỏ luận điểm, các cụ già Việt Nam cũng giỏi lắm, còn sức, còn phục vụ, tác giả Hồ Chí Minh đã đưa ra các dẫn chứng như các cụ già Việt Nam cũng giỏi lắm, còn sức, còn phục vụ, các cụ cùng con cháu đánh giặc giữ nước, xung phong chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh, đỡ đầu lớp mẫu giáo, trông nom vườn trẻ, gương mẫu trồng cây, gây rừng. Có những ông cụ, bà cụ chuyên nhận nuôi những con trâu ghẻ, trâu gầy của hợp tác xã thành những con trâu bò khỏe, có thể kéo cày, kéo gỗ được. Trong sách giáo khoa trang 65 và 66 có đưa ra 8 đề tập làm văn để các em luyện tập. Với mỗi đề này, các em có thể tiến hành lần lượt theo trật tự sau. Thứ nhất, đi tìm ý cho đề bài, rồi lập dàn ý dựa trên những ý đã tìm được và lựa chọn một ý nào đó trong dàn bài để viết thành một đoạn văn chứng minh. Khi viết xong, các em nhớ kiểm tra lại toàn bộ văn bản đã viết về nội dung, về kết cấu và cách diễn đạt. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn hai đề đầu tiên làm mẫu, các em dựa vào đó và hoàn thiện các đề còn lại nhé. Thứ nhất, đề số 1. Tục ngữ có câu, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng có bạn nói, nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có sàng khôn nào. Hãy nêu ý kiến của riêng em và chứng minh ý kiến đó. Các em có thể tham khảo gợi ý sau. Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều thứ để học hỏi, học bạn làm việc tốt, học về tính chăm chỉ, trung thực. Nhưng học hỏi không chỉ ngày 1, ngày 2, mà là phải học lâu dài, học cả cuộc đời. Để có thể tiếp thu và học hỏi tốt, chúng ta không thể không có những phương pháp học tập hay và đúng đắn. Đó cũng chính là điều mà ông cha ta muốn nhắn nhủ qua câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Giải thích câu tục ngữ thì câu tục ngữ nghĩa là con người ta cần đi đây, đi đó, cần trải nghiệm những cái hay thì mới có thể tích lũy được những kinh nghiệm sống, những bài học hay và quý giá. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có sàng khôn nào. Ý kiến đó tuy đúng nhưng không thể khẳng định tuyệt đối như vậy. Chúng ta tán thành phần đúng trong ý kiến của bạn đó, nhưng cần khẳng định tính đúng đắn theo hướng thuận chiều của câu tục ngữ, bởi đó là một chân lý đã được chứng minh. Đến với đề số 2, chứng minh rằng văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có. Đầu tiên, chúng ta đi giải thích về câu nói văn chương gây cho ta những tình cảm mà ta không có. Những tình cảm đó là những tình cảm mới mà ta có được sau quá trình đọc hiểu, cảm nhận tác phẩm văn chương.
có thể là lòng nhân ái, lòng vị tha hay ý chí vươn lên. Và văn chương hình thành trong ta những tình cảm ấy qua cốt truyện, chủ đề, tư tưởng của truyện mà ta rút ra, hay ta đọc nhiều nên ngấm dần và tạo sự thuyết phục. Tiếp theo, em có thể nêu lên cảm xúc và tâm trạng của mình mỗi lần đọc xong một tác phẩm. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em tìm một số ý đối với đề bài số 1 và đề bài số 2. Các đề còn lại, các em hãy làm tương tự như cô vừa hướng dẫn. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em soạn bài luyện tập viết đoạn văn chứng minh trang 65 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2. Hy vọng dựa vào những hướng dẫn vừa rồi, các em có thể hoàn thành bài viết của mình một cách tốt nhất. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại.